Hi, welcome back to my channel. Start cái đầu không? Ok, và mình sẽ vào từ cái đầu tiên. Chưa quen hồ đồ. Meet us, meet you. Let go. Oh,
I can't believe it. I can finally get out of this place. I need to find help. OK， 把我们先上的跟 Let go。
Okay, và mình sẽ sang tới game tiếp theo. Let's go. Ok, và tiếp tục các bạn sẽ phải thoát khỏi nơi này. Xem bà ta đang ở đâu. Ông ta có lên đấy không? Chưa thấy tiếng chân ông ta đâu. Đấy rồi. I see you. Want to play hide and seek? Mm-hmm.
brat. Stay out of my house, you little brat. Thank you.
Let's go. Hello, Lai Bong. Oh my god, ông ta khá là nhanh, bắt được mình liên tục luôn. Wow, giữ lại lần nữa đâu, lần này sẽ lấy chậm hơn ông ta. Ok, let's go. Rồi và mình sẽ sang được cái đứa theo. Thank you.
Okay, slander rising. Như thế các bạn sẽ đi tìm kiếm tất cả những mảnh giấy còn lại ở trong này. Sau đó thì các bạn sẽ hoàn thành được cái này, ok? Let's go. À, dẫm vào cái xanh nhạt thì nó chết. Và các bạn phải vào chỗ xanh đậm này. Mà cũng khá là khoai. Không cẩn thận nó cũng hy sinh luôn. Nó còn xa nữa chứ. Let's go.
Oh my god. Ok, và mình sẽ chuyển sang game tiếp theo. Chuyển mà thoát khỏi đây thì đây mình sẽ có cách này, đi sang đây. Không được, đi ngay lên đây, xuống đây, sang đây, cho chi lại lên xuống này. Không được, tức là phải sang bên này, đưa đây sang đây. Không được. Sang bên này. Ok, và mình sẽ sang được cái tiếp theo.
Oh my god. Okay, hold on for you. Các bạn sẽ phải chạy. Chạy khỏi sự bám đuổi của quái thú này. Các bạn sẽ phải tìm cách để mở những cái này ra. Và khi đó thì các bạn mới có thể thoát khỏi đây. Không biết những chàng cái đầu rồi. Ok, và mình sẽ sang tới game tiếp theo, Subway Surfers. Gì đó, cái cửa đây thì bị đóng này, lối đi thì không còn, kinh dị trong Shockwave Survey, không biết điều kinh dị gì đây. I found my spray. Now I can do what I love so much. Paint the wagons. Like I have to do something to get the door open. But what? What? I need to find out. Tò mò đỏ thì là hai tay này. Cái này là trái tim, còn cái này là mặt người. Màu đỏ là hai tay. Oh my god. Các bạn sẽ phải làm theo như vậy. Màu đỏ thì hai tay. Rồi.
một người nào đây? Tàu là mình thì giống nhau vậy nhờ. Trái tim mặt người hai tay. Chẳng lẽ cái đầu tiên là cái cái này à? Hay mỗi tàu một thứ nhỉ? Mình sẽ thử xem như thế nào. Ở đây tỏ là nó tô được và tô rất nhiều luôn. Vậy thì ở đây chắc chắn sẽ tô ở đâu đó, đúng rồi. Tàu nào cũng có thể tô được và các bạn sẽ phải đi để ý xem có tàu nào tô được không. Bây giờ thì có thể mở được rồi, mình sẽ thử xem. Vẫn sai. Oh my god. À, sai, đây là trái tim và đây là ấy. Mình lại sai ở hai cái đó, ok. Rồi, và mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Should I wear to the masquerade party? Of course, I can look good in everything. I'm definitely the best chef in the world. Thank you.
哇，你那么酷哦！来啦，哎呀，李健，vào đây thì các bạn sẽ phải làm nhiệm vụ từng ly, đó là đặt lại tất cả những thứ này. Sau đó thì đặt đến chiếc ghế sofa này, đặt cái món đồ vào đây. Tiếp theo đó thì các bạn sẽ nghe điện thoại. Và khi ấn vào điện thoại thì điện đã tắt đi rồi. Wow, đóng cửa ra kinh khủng luôn. Và sau đó thì làm gì? Các bạn sẽ ấn vào đây. Ok, và mình sẽ chuyển sang game tiếp theo, Macau 13. Let's go. Chỗ 2011 xem. Đây là 2011 là chỗ cũ này. Và chỗ cũ này thì đã lấy hết đầu rồi. Và 2009. Ở đây thì đi xem có gì trong này không. Cầm một chiếc chìa khóa để mở ra. Đây là vòng, một cái vòng. Cái này cần một mã số. Mực này để làm gì đây? Thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, Into Studio. Thank you.
trong tựa game này thì các bạn sẽ phải đi từng từng nơi gặp Vân Châu Ảnh. Đó, đó là một anh chàng rất là rát. Anh ta là một sinh vật ngoài hành tinh hiền lành, rất là rát luôn. Khi các bạn đến gần thì anh ta sẽ chạy. Và ở đây thì các bạn sẽ phải đi tìm tất cả những chủng loài ngoài hành tinh, 5 chủng loài tất cả. Và các bạn sẽ chụp ảnh từ chủng loài 1. Và khi đủ 5 chủng loài này, các bạn sẽ quay về và nộp những bức ảnh này. Và khi đó thì các bạn sẽ hoàn thành được tựa game này. Ok. Rồi, đã có 2 chủng loài. Tiếp tục đi tìm 3 chủng loài còn lại trong một khu vực backroom này. Đó, và các bạn sẽ quay đi lại xung quanh khu vực backroom. Và khi đó thì khi tìm thấy những chủng loài đó thì các bạn sẽ chụp ảnh và hoàn thành tựa này. Ok, tựa game nó cũng khá đơn giản thôi. Và trong này thì có 2 chủng loài hiện nay và có 3 chủng loài hung dữ. 3 chủng loài hung dữ thì khi các bạn chụp ảnh các bạn phải chạy đi thật nhanh. Nếu không thì các bạn sẽ bị tiêu diệt. Những chủng loài đó đến gần và tiêu diệt các bạn ngay. Ok. Rồi, bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Evino. Let's go. Chỗ ở đâu rồi? Hay bảo ta cầm chổi cất đi. Lạ lắm, mình sẽ phải kiểm tra cái chổi đó xem như thế nào. Chẳng lẽ là bà ta lại cất được chổi? Mình đi xuống đây là bị bà ta xử lý đây. Với cái chiếc chổi ở đây. Thì các bạn sẽ mở cánh cửa ra.
Vegas. Bare den er jo død. Chuẩn nhanh. Không là bị bà ta xử lý nha. Yum, yum. Yum, yum. Huh? La la da 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 la la la. La la. Wow, bà ta xoay rất là giỏi luôn. La la la, da 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 da, la la la. Thank you.
Let's go. Let's go. Lack of.
Oh my gosh, okay. 好嘞，继续跑来走。OK, 把我们一起上这个的车。If I break the window, maybe I can escape. Ow! Dumb glass, it hurts so bad! I can't take it anymore. How come there's so much blood.